Gốm Nhật Nguyễn Khuê Hà Nội xin kính chào các bác nha. Hôm nay em giới thiệu với các bác một siêu phẩm luôn. Một chiếc bình hút lọc cực đẹp. Một chiếc bình hút lọc bụng phình cực to luôn. Miệng nhỏ mà bụng phình như này thì đừng không biết bao nhiêu lọc cho vừa. Vẽ tay hoàn toàn, vẽ hoa dây. Vẽ cực xuất sắc luôn. Men lam chủ đạo. Sau đấy là những chiếc lá như lá phong đỏ. Đấy, đây là biểu tượng của chiếc lá phong ấy. Đấy, vẽ dây 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 dây, các bạn nhìn này. Siêu đẹp luôn. Chiếc bình này bày trong nhà nào, bày trong một cái tủ đấy đi. Bụng hút lộc chửa to tướng này. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Xuất sắc. Chưa được vào đâu. Vẽ đẹp. Bình lành tít luôn, men mượt mà, xanh mướt mát, vâng nhé. Để miệng hút lọc các bạn, lo miệng, miệng chín luôn nhé, miệng chín số đẹp, toàn vào số đẹp, miệng chín luôn. Cổ nhỏ, riêng làm một cái chiếc bình này phải tầm tay nghề cao làm một cân đối như này, cân đối 10-10 luôn như này. Cái này chứ còn thợ mấy ông bác chàng là nhìn kỹ vẫn méo lắm, không đủ trình. Nói gì thì nói, mình không phải khinh người dân nhà mình đâu, nhưng mà bây giờ càng ngày càng kém, gốm phải gốm nhà mình phải gốm xưa cơ, nghệ nhân làm nó mới đẹp. Bây giờ toàn trẻ con làm ba lăng nhăng này. Cái bàn này, cái này kích thước là rơi vào tầm 30, rơi vào 32 33 gì đấy, khoảng khoảng tầm đấy các bạn, 32 33, rất là to cao đẹp dài. Này miệng hút là các bạn, chiếc bình đẹp chưa, xuất sắc. Vẽ khuôn bình kín bình màu này. Đây các bác chìm chuyện ký này, chuyện ký đây các bác nhá. Đây là hàng của nhà nghệ nhân, nhưng viết lách gì không biết. Một chiếc bình hút lọc siêu vip, siêu đẹp. Vòng bụng này em đo rồi, nó hơn trăm, hơn trăm các bạn. Vòng bụng cực to, có trăm trăm mốt gì đấy, khoảng khoảng đấy. Quá đẹp luôn. Cho mình hút lọc bày tết các bạn nha, bày tết trong nhà quá đẹp. Chiếc bình này nhìn mê hồn luôn, đơn giản mà đẹp. Màu xanh và vẽ những chiếc lá hoa dây 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 dây, dây. Cái cổ bình các bạn này. Các bác nhà đây là loại nhất dáng nhì ra, thì con này là dáng hút lọc quá đẹp luôn rồi. Làm một chiếc bình cầu kỳ lắm, vuốt lên như này thành được như này mà tròn trịa cân đối như này quá đẹp. Xong rồi lại vẽ những chiếc men này. Men màu ấy rất là đẹp luôn. Vâng ạ. Quá đỉnh luôn. Chiếc bình này em giao lưu là 8 triệu rưỡi các bác nhá. 8 triệu rưỡi chiếc bình này. Quá đẹp. Chiếc bình hút lọc vẽ xuất sắc. 8 triệu rưỡi chiếc bình này. Các bác cần liên hệ với em số điện thoại 0925 09 467. Em ở Hà Nội nhá. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn các bác vào video tiếp theo nhá. Xin thân ái chào tạm biệt các bác.